đầu hai tay phanh lại, hai tay tròn khom xuống, khom xuống, à, rồi hai tay bưng, hai tay bưng bằng hai tay, đưa hai tay, hai tay đưa ra gì nè, hai tay đưa ra gì nè, hai tay đưa, à đây, không còn cái bông bấm rớt cho sắp chọt mới được, trên bờ vậy rớt. Rồi Su Su có cơm ăn, cả lọt mà rửa. Su Su có cơm ăn. Nước. Nước. Trời ơi, nay bạn đồ đẹp quá, nó xá luôn. Trời ơi, biết cái quần chú Jin Vinh cho, bạn thấy không? Sáng nay tắm một quần cột rồi lột dục ra đi vô lấy cái quần Jin mặc á. Đi về nhà bà nội lấy cái dĩa để ra mới ăn được, đưa đây. Đưa đây về bến bà nội lấy dĩa lấy tàu để ra ăn mới được. Sáng tắm gội đầu luôn hả Su? Ừ, tắm gội đầu xong rồi. Gội đầu luôn hả? Nước gội cho mát, cho sạch. Tóc muốn trắng mắt rồi kìa. Xịt vô thơm rồi, hỏi có qua thơm không? Xịt vô thơm nữa. Trời ơi. Quá xả. Rồi, về mới cơm múc cơ, ủa múc bánh nước ra ăn. Quần riêng chú Huynh nè, thấy không? Nó nói là quần của chú Huynh cho. Mua cái. Mua gì? Mua cho ăn cái quần nữa. Trời ơi, mua cái. Cái nữa hả? Bận hết rồi. Nó bận hết rồi. Bận hết rồi. Mua cái nữa. Trời ơi. Trời ơi. Hết rồi, mua cái nữa. Trời ơi. Cái dơ rồi, nhớ không? Còn cái này nè. Còn chị thấy vậy mà dài quá ha. Quên. Mua đen của tao, quần xăng của ta. Trời ơi. Quần của chú Huynh đó, thấy không? Chú Huynh đã thấy. Cái túi tàu à. Giờ nó chưa biết nói gì cho túi. Cái túi này đựng gì? Con đựng gì? Đựng đá tiền. Đựng tiền hả? Đựng đồ. Đựng đồ hả? Tiền đựng đồ nữa. Trời ơi. Cái tướng kìa, cái tướng mẻ kìa. Đó, tướng mẻ bằng quần jean, áo sắc nách đó. Đồ. Ủa, sao chân mang vớt chứ không mang vớt? Mang chân 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 à. Còn chiếc à? Kỳ á. Dục nó mất hết chiếc rồi. Cái dương nhỏ tôi làm ớt ớt chiếc rồi. Sao mất hết chiếc rồi. Mất hết chiếc rồi, trời ơi. Sao mất hết chiếc rồi. Trời ơi, đi vô tìm vàng, cái quần vàng nó mua đeo đâu. Đeo tay cho Su nè, đeo cổ nè, đeo con tay nè, bữa bạn mình đi mua cái túi mua cho nó. Bận từ trên xuống đẹp trơn, có chiếc dơ có một chiếc à. Ai đấy thì biết không biết. Bạn này bây giờ bên đó giúp đỡ. Ăn cơm. Rồi đi về bển ăn, đi về về nấu lấy dĩa để ra.